Tuấn Dương xin chào quý khán giả kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Chào bà chủ. Dạ. Dạ. Chào anh. Dạ, thưa dạ. Thì hôm nay cũng gần tới dịp Tết thì dạ. Chị Hường có nói Tuấn Dương là có một số những cái mẫu đồ gia dụng mới thì có nhờ Tuấn Dương lại để review dùm. Dạ, dạ thưa chị thì gần Tết thì chị có những cái mẫu đồ gì? Dạ thì đầu năm mới, năm Con rồng, em cũng chúc khán giả trong nước và ngoài nước một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, phát tài phát lộc. Và em cũng giống như là cảm ơn khán giả đó, ơi, năm vừa qua cũng đã ủng hộ em á, là kênh của anh Tuấn Dương Sài Gòn Ngày Nay và đến ủng hộ xà Phương Hường. Dạ. Và để cái cuộc sống của mình nó được khá hơn đó anh. Tức là cô bác yêu mến rồi ủng hộ thì mình cũng có khách để có đồng ra đồng vô đúng không? Em cũng mong cho những ngày sắp tới đây qua năm mới là các cô chú anh chị ở trong nước ra ngoài nước cũng tiếp tục theo dõi cái kênh của anh Tuấn Dương Sài Gòn Ngày Nay và ủng hộ Phương Hường. Dạ. Và để cho Phương Hường càng ngày càng được tốt hơn. Em cảm ơn. Chị giới thiệu lại đây là bé nào đây? Là bé nâu á. Bé nâu. Bé nâu thường thường mỗi ngày đi ra chợ nè, các cô chú nè. Sáng đi làm là theo mẹ đi chợ. Hello, xin chào. Bé đâu bắt tay nào? Bé nào bắt tay chú nè. Bắt tay nào. Rồi. Dạ. Rồi thôi bây giờ mình bắt đầu vào công việc nhá, để bé nâu đứng trong hàng phụ. Chị ơi, thì trên bàn em thấy đây là cái mẫu này là mình đựng cái này thì mới đầu nhìn cứ tưởng cái đèn chùm đúng không? Dạ đúng rồi. Cái mẫu đèn chùm nhưng mà lại không phải đèn chùm, cái này là anh có thể đựng bánh mứt những ngày Tết. Bánh mứt kẹo. Hoặc là trái cây rồi anh à. Trái cây nữa đúng không? Dạ. Như vậy là cái này, cái chân đế này các bạn, là nó bằng dạng như là bằng kim loại. Cái màu là màu đồng. Giữa là có cái trục, có bánh xa vòng bi gì đấy nó quay. Ở trên này mình có thể để trái cây hoặc là bánh mứt kẹo. Cái này mình xách được đúng không ta? Cái này mà anh chị nào có đi nước ngoài đó anh, mình có tháo ra được luôn nha. Tháo ra để được. Để mình bỏ vô hộp luôn. Vâng. Dạ. Nhưng mà cái này cũng có vẻ hơi nặng đó nha các bạn nhé. Cái này thì cái đặc này điểm. Hôm bữa cái chị kia mua là cân đâu 3 ký mấy. 3 ký mấy á? Dạ. Cái chị kia có mua đi á. Vâng. Dạ. Cái này là giá nhiêu tiền đấy thưa chị? Cái này là có nhiều mẫu không? Có nhiều model không chị Hương? Dạ đây nữa nè, để lên. Đây để chị sẽ báo giá cho cô bác anh chị chúng ta coi nhá. Đây là cái này là có 6 khay này. Đây, rồi cái này là 5. Wow, cái này là xoay được hết luôn. Cái này luôn nè Bi. Cái này cũng xoay được luôn nè anh à. Đây, cái nào cũng xoay được các bạn nhìn này. Wow, đó. Nhìn dễ thương á, mới đầu thì mình cứ tưởng đây như là cái đèn chùm á. Nhưng mà khi cô bác anh chị mình để trưng bày trái cây hay bánh mứt kẹo lên đây ấy, thì nó vừa tạo cái tính thẩm mỹ này và nó vừa nhìn cái cảm giác nó lạ mắt này, trông cũng khá là dễ thương á. Thì có hai hiện nay trước mặt của ba anh chị là có hai kiểu. Một cái kiểu thứ nhất là có một có hai tầng. Thì cái tầng trên cùng là cái dĩa bự. Cái này 5 ngăn á anh. 5 ngăn. Cái này là 6 ngăn. Còn có một cái 6 ngăn. Riêng cái 6 ngăn đó thì nó có thêm một cái quai sách. Đó, cái này này. Đó, khi mình quay tới quay lui mà nó rất là đều nhá, nó không có phát ra cái tiếng kêu. Đó. Nhìn rất là vui mắt bánh đây nhá các bạn. Bánh mứt hay đựng trái cây cũng được nữa. Đúng rồi, bánh mứt kẹo trái cây. Cái này mẫu này nhìn lạ, năm nay mới có mẫu này hay sao đúng chị? Đúng rồi, mẫu mới năm nay đó anh. Thì cái này là nhiêu tiền chị Hương? Cái này là 500. 500 ngàn. 5 ngàn anh. 5 ngàn. 6 ngàn là 750. Rồi, cái kia 6 ngàn là 750. Dạ. Đây thì cô bác nếu mà mình không thích đựng chai cái hộp ấy, thì mình có thể thay đổi cái phong cách đi nha. Rồi, chị giới thiệu món khác đi chị Hương. Dạ. Rồi, đây những cái thứ mà rẻ tiền hơn thì cũng có nha các bạn. Ví dụ như mình có thể mình xài cái 2 ngăn này hoặc là cái 3 ngăn này. Còn cái này là cái lẻ. Hoặc là những cái lẻ này các bạn. Cái này chưng một cái bưởi đó anh. Vâng, mình chưng một trái bưởi, đúng rồi. Dạ. Cái này mình xài được hoài để được lâu nha các bạn. Cái này đế này các bạn. Hoặc là anh có thể là để trên bàn ăn mình ăn lai xét mấy trái cây cũng được. Vâng. Cái này là còn tháo được ra chị đúng không? Dạ, cái này có phải để tháo hộp, được. Tháo cái chân này nè. Tháo được cái chân ra cái nha các bạn. Tháo cái chân này nè. Anh sẽ để vô hộp. Wow. Đây. Cô chú có anh ốc chị. À, có ốc đúng rồi, có cái ốc thôi thôi, được. Thôi khỏi cần tháo hết. Đại loại là cô chú anh chị có thể thấy là mình có thể tháo tất cả ra mấy được. Cái này á là anh có thể tháo rời. Đều tháo rời ra được đúng không? Có hộp. Vâng. Dạ.
Đây các mình bạn có thể nhìn đi này. Xa được luôn á. Dạ. Cái này trông từng những các cái hạt thủy tinh ấy, trông tầng tầng lớp lớp, nhìn rất là đẹp nhá. Này. Cái này là để chế dưa hấu bọc bưởi luôn anh. Làm cái này đế dễ thương trái đó. Cây. Dạ. Cái này là nhiêu tiền đấy? Cái đó 150. 150 ngàn. Cái này 180. Các bạn thấy là nếu mình trưng cái khung mà ví dụ như mình trưng dưa hấu Tết ấy, các bạn mua cũng vài chục ngàn. Thay vì thế thì bây giờ mình mua cái đế này sẵn này. Mua cái đế sẵn mình để mình có thể xài được rất là lâu và có thể vệ sinh sạch sẽ được nhá. Mà nhìn trông nó sang trọng, ví dụ mình trưng trái dưa hấu này, rồi trưng trái bưởi đều được. Ủa còn cái này sao lại còn có một cái loại có cái nắp này là chị? Để có nắp này. Loại này là có nắp đậy này các bạn này. Nhìn cái kiểu này cũng dễ thương. Đó, trên là bằng nắp bằng đồng này. Đó. Và dưới này đây các bạn này. Đó, nếu mà chúng ta đựng bánh mứt kẹo hay cái gì mà chúng ta không muốn ruồi muỗi hay gì đó thì chúng ta có thể để chung với cả cái mình có thể lựa cái này, nó cái vừa này có cũng chân có size lớn đó nha. Có size lớn luôn. Mấy cái này cũng có size to nữa nè. Nhưng mà vậy mình quay chung chung vậy đi. Dạ và dạ. Cái này có báo giá được không? Cái này là nhiêu đây? 250 ngàn, dạ, cỡ là 10 đô la nha các bạn. Nhìn rất là dễ thương. Dạ. Đấy là những cái đồ để chúng ta đựng bánh mứt kẹo này, ô mai này, rồi các cái loại trái cây. Bé Nâu không biết nghe có hiểu gì không? Nâu ơi. Hello, xin chào. Rất là dễ thương ha. Thì bây giờ mình tới. Rồi. Tiếp theo các bạn là những cái khuôn này là khuôn khuôn giò. Khuôn bánh tét bằng inox nhá. Khuôn bánh tét, gói bánh tét. Có hai size lớn nhỉ. Bây giờ em thử mô tả cho nhiều người biết là cái cách xài như em nào có ta. Em có cái demo. Đây là cái khuôn khuôn nhỏ, rồi khuôn lớn, toàn bộ là bằng inox. Rồi kế bên này thì các bạn, cái này là cái khuôn bánh chưng thì cũng có hai size, khuôn lớn, khuôn nhỏ. Khuôn bánh chưng này là bằng gỗ nha các bạn. Đây là gỗ thông. Đây, bây giờ các bạn hãy nhìn thử họ làm này. Đầu tiên là họ lót lá chuối. Lót lá chuối, lá chuối này ấy là người ta đã có vẻ như người ta trần qua nước sôi rồi hay sao ạ. Đấy, sau đó người ta bỏ gạo, bỏ đậu, các thứ vô. Rồi người ta vuốt cho nó tròn, người ta bó lại. Đó. Đấy, các bạn nhìn này, người ta bó lại này. Đó, sau khi bó xung quanh hết, gấp tròn thì ta bắt đầu ta bịt lá chuối xung quanh. Có cách làm luôn nhé. Rồi, thì cái khuôn này lớn là nhiêu tiền em? Cái nhỏ 200, lớn 250. Cái nhỏ 200, cái lớn 250. Còn cái khuôn cái này 85 ngàn một bộ. 85 ngàn một bộ, gồm có hai cái khuôn, một khuôn lớn, một khuôn nhỏ. Khuôn lớn này có thể gói bánh chắc khoảng 1,5 kg, 2 kg đấy. Còn cái khuôn nhỏ thì nó cỡ khoảng nửa ký. Dạ rồi, cảm ơn. Để lấy cái khuôn nhỏ chứ. Rồi. No. Rồi đây cái khuôn mấy cái khuôn này là khuôn giò chả này các bạn này. Thì mình thấy cái khuôn này nó cấu tạo nó gồm có đầu tiên là một cái giò lên đây luôn đi con, quay chung cái cái đai đó, rồi có hai phần thì cái này là hai cái nắp nhá. Đúng rồi. Rồi xong rồi giò các thứ mình nhồi vô trong này, rồi mình đậy cái nắp này lại. Sau khi đậy cái nắp lại để tránh nó bung á, thì mình có một cái khung bằng inox nữa, mình hình chữ nhật mình lồng nó lại. Rồi cái này xong rồi mình đi hấp luôn. Mình hấp cho nó chín nha các bạn. Hấp trực tiếp cho nó chín. Cái khuôn có cái khuôn này thì có hai size. Cái nhỏ thì khoảng mấy ký đấy em? Cái này nửa ký anh. Cái nhỏ nửa ký, cái lớn này là một ký. Cái này là nhiêu tiền? 80 ngàn. 120 ngàn. Cái khuôn giò. Có loại này rẻ hơn rồi. Đây lấy này, đứa này trước này, giò thủ này. Rồi đây cũng có cái khuôn giò thủ này. Giò thủ thì mình sẽ nấu thịt ba rọi này, nem tai này. Mình gài xuống. Đó, mình để giò xong mình gài lại. Mình gài mình nén cho nó chặt lại đúng không em? Đúng rồi. Nó cũng có hai size, nửa ký, một ký. Đây cái này loại này thì cũng có size 1 ký, rồi size nửa ký nha. Cái khuôn này cũng nặng lắm các bạn ơi. Inox xịn này. Ở dưới này nó còn có cái đây các bạn nhìn này.
dưới này là cái phần đế này. Rồi trên này là mình ép thì họ có để cái lưới lưới này để nhiều khi nước hoặc cái gì đấy nó sẽ trào lên trên, nó róc, nó ráo. Đó. Ở dưới này thì có hai cái thanh sắt này để ngăn, để mình bỏ đồ xuống. Cho đây, nó... đây, đây, đúng kiểu nó thế này đây các bạn. Đó. Cái này thì nó là để vô. Và sau đó thì mình mới cho cái này vô. Sắn xuống. Rồi. Em nói lại là cái này nhiêu? Cái này là 90. 90. Cái này 120. 90, 120. Thấy inox đấy còn nhiều hơn cái kia mà sao lại rẻ hơn? Có cái loại này nữa nè anh, cái này truyền thống ngày xưa nè. Cái, đó cái này có mấy chục ngàn, 50 ngàn. Rồi. Đó. Cái loại cây sỏ này 50 ngàn. À. Giống như ngày xưa đó. Cái loại cây sỏ này thì nó đơn giản đơn hơn giản, các bạn. Nhưng mà có thể là nó không có chắc. Này thì chúng kia. Ta làm giò thủ, rồi giò lụa trong những ngày Tết thì các bạn cũng có thể tham khảo mấy cái mẫu này. Rồi bên cạnh đó thì có cái khuôn này là khuôn bánh giò này. Bánh ú. Rồi khuôn bánh ú. Ai mà mình không có khéo tay đó thì mình có thể xài khuôn. Cái này là mình bỏ lá vô đây này. Sau đó mình lấy cái vỏ này mình nhấn vô. Nhấn vô rồi mình đổ gạo kia các thứ xong xuôi đây mình gói sao lại. Sao nãy giờ chưa lấy cái bánh ống hả mình? Mình có thể đè này cho nó chặt. Tiếp theo các bạn, đây là cái khuôn này là khuôn bánh ú này. Thì nó cũng có ví dụ như khi đầu tiên đó khi mình bỏ lá xuống đây, họ đã làm cho cái khuôn này nó giống như là ba góc của một tam giác đều đó. Thì mình sẽ đặt cái khuôn này trên mặt phẳng này để mình lót lá vào trong này đi. Sau đó mình đổ gạo, để đổ đậu, rồi những các cái phần nhân ở bên trong đó. Rồi để cho nó vuông đó, thì mình sẽ lấy cái phần còn lại mình ép nó xuống, như vậy là nó sẽ đúng cái khuôn dạng hình tam giác rồi. Đúng dạng khuôn hình tam giác. Rồi mình bỏ lá xuống thì cái phần lá dư phía bên ngoài khi mình cho gạo cho nhân vào xong mình có thể gấp lại cho kiếm nó gì đó chị? Gọn nha các bạn. Cái khuôn chút xíu đang cái này 80 ngàn. Dạ. Rồi còn cái này bà bưng cái chồng nồi 120 ngàn gan với cái chảo máy bay xuống này. Đây tiếp theo thì lại một số những cái mẫu khuôn bánh mới. Cái này là bánh gì ấy chị? Cái này đổ bánh bông lan chanh. Đổ bánh bông lan. Đổ rau câu cũng được, bánh bò cũng được nha các bạn. Rồi tiếp theo là cái đổ bánh cupcake. Bánh cupcake. Cupcake bánh bông lan. Bánh bông lan. Dạ, nó có nhiều cỡ. Cái này là có 12 lỗ này, 4 lỗ này, 6 lỗ này. Chống dính. Rồi chống dính, và cái này thì cũng còn có cách điệu luôn này các bạn này. Dạ, bánh donut. Nó ra hình giống vậy. À. Dạ. Cái này mình nướng bánh mì nè. Cái này bỏ lò nướng rồi em hay sao? Dạ đúng rồi, bỏ lò nướng bánh mì. Bánh mì mà anh ăn bánh mì thịt rồi đó. Bánh mì Việt Nam mình đó. À. Để bột vô đây này xong mình đút vô, mình sẽ nướng. À, nó là cái khay gần nướng trên lò nướng đúng không? Không, mình đút trong lò. Trong lò vi sóng. Đúng rồi, lò nướng của mình á. Còn cái này là cái khuôn vuông chống dính. Khuôn vuông chống dính. Nướng bánh bông lan hay là hấp chả rồi cũng được. Cũng nhiều mẫu mới lạ quá à. So với lần trước thì lần này thấy cũng có khá nhiều mẫu mới. Đây tiếp theo là một cái loại lẩu bài. Cái này mình để lẩu vô đúng không? Khi mà có đồ ăn á, mình sẽ dọn nó lên nè. Lẩu bay. Đồ ăn sẽ ở trên đây. À. Nước sẽ nằm dưới. À. Dạ. Tức là như vậy là mình không có phải vớt luôn đúng không? Dạ. Đây bình thường lúc mà bình thường là mình bắt đầu nấu thì mình bỏ đổ nước lèo xong đồ ăn mình xếp xung quanh. Đối với những cái nồi lẩu bình thường đó là mình phải vớt thức ăn lên. Dạ. Nhưng mà cái này khi mà nó chín xong ấy là các bạn chỉ cần xoay. Đó. Đó. Đúng rồi. Nhưng như vậy đồ xoay thì các bạn nhìn thấy nó có một cái khoảng cách nó cao hơn hẳn nè. Thì mình sẽ gấp đồ ăn ở phía trên này. Nước ở trong này nè. Đó. Đó. Đấy các bạn thấy đó, đúng không? Ví dụ như bắt đầu mình xoay lên thì nó cao này này. Còn mình thả xuống này là nó thấp như vậy. Chỗ này nó có những cái inox nó giống như là cái rãnh ấy, để cho khi mình xoay nó lên. Đó, lên thì nó giữ nguyên ở đây. Cũng tiện lợi à. Cái đó là nhiêu tiền đấy em? Cái này 380. 380 ngàn bằng inox nhá. Cái này có nắp nồi không? Dạ, cái này nó không có nắp. Cái này về lẩu này không có nắp nha các bạn. Có thể mình sẽ nấu nước lèo cho nó chín. Sau đó mình bỏ vô đây, mình để cái này là inox xài được bếp từ đúng không em nhỉ? Xài từ được. Đó, xài inox cái nồi cái
lẩu bay, lẩu này, bay gọi là lẩu bay. À, trời nghe tên lạ quá, lẩu bay. Rồi tiếp theo cái lẩu này là lẩu hai ngăn này. À, muốn ăn bên bên chua bên không chua, ví dụ như là chua riêng, cay riêng hoặc là bên mặn bên ngọt đó, thì mình có thể của sử dụng cái nồi này. Đây là lẩu nón, cái này là mình các anh chị hơi khỏi đi, mình chỉ sơ được rồi lẩu nón. Còn tiếp theo cái này gọi là lẩu nón, bởi vì nhìn nó hình giống như cái chiếc nón, nó cái vành rộng đó. Thì nếu mà úp ngược lại các bạn thì nhìn nó giống như chiếc nón, nên là người ta gọi là lẩu nón. Cái này xài cũng bằng bếp từ. Thì đồ ăn các thứ là mình để xếp ở xung quanh này, rồi mình ăn hoặc là mình nhúng tất cả ở dưới, xong cái đồ ăn mà nó chín ấy, mình sẽ gấp, mình bỏ lên trên này. Thì họ gọi là lẩu nón. Cái này đường kính nó bao nhiêu xăng đấy em trai? Cái ở trong lòng của nó là 18 nè. Trong là 18. Còn phía bên ngoài thì 40 không? Chắc 30-35. 35-36. Cái này là bao nhiêu tiền một bộ này đây? Thái nghĩa là 350. 350 ngàn nha các bạn. Quay lại con. Vô. Thái con nói đây đi. Tiếp theo thì nhiều cô bác muốn hỏi những cái nồi hấp bánh cuốn đó. Thì đây cũng sẽ giới thiệu có ba loại. Cái này mình không cần nồi này. Vậy là cái này là nồi của nhà đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ nồi của nhà. Không cần nồi. Không, cái này là truyền thống nè. Dạ. Dạ. Truyền thống. Đây, ở trong này các bạn nhìn này thì mình sẽ đổ nước ở phía dưới. Dạ, đúng rồi. Rồi đây thì có một cái vải. Còn cái lớp trong này ấy, cái khung này thì cũng bằng inox luôn nha các bạn này. Đây này, cái khung bằng inox. Thì chúng ta để vải lót một cái lớp vải, sau đó thì mình căng cái mặt này ra. Cái này đường kính của nó là 24cm nhé. À, sau đó rồi mình sẽ có một cái que, mình gạt đổ bột lên, xong mình gạt cái que, à, mình đậy nó lại. Cho nó khi nào nó chín ấy, thì mình lấy cái phần bánh ra. Yeah. Còn cái này là đa năng. Đây, đa năng. Cái này mình xài được bánh cuốn nè. Yeah. Xôi nè. Hấp xôi. Bánh cuốn, rồi hấp xôi. Yeah. Yeah. Còn nếu không xài cái gì thì mình xài cái nồi không anh? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Này hấp. Đây. Cái này là xôi. Còn cái này là không có cần gì thì lấy cái nồi không đây. Vâng. Dạ. Còn bằng không thì mình có thể mình xài chân được mấy bánh bèo đi. Vâng. Lấy gì bánh bèo bỏ vô đi. Bánh bèo đâu gì bánh bèo nhỏ. Đây bánh bèo, bánh xèo, bánh gì tùm lum nữa. Rồi bánh bèo nè. Cứ để đây cũng được đó nè anh. Đó. Vâng. Để đây. Úp nắp lại. Ở dưới cũng được một vỉ nữa nha anh. Vâng. Ví dụ anh có thể để dưới đây một vỉ nữa nè. Đây. Cùng một lúc là hấp hai vỉ luôn. Dạ đúng rồi đó, xong để đây, đó. Đây. Hấp. Vâng. Dạ. Sẵn quảng cáo cái miếng này, mình để hấp xôi nè. Ừ. Dạ, đây. Lót vô nồi luôn đi. Hoặc là lấy cái sừng tre chứ. Đúng rồi. Có lấy cái sừng tre bên đó, cái bự nhất là tôi coi, có một cái lẻ đó. Cái này nó cũng dạng lưới đúng không? Silicon. Dạ, silicon. Cái này là dùng trong thực phẩm được này. Được, an toàn cho thực phẩm. Mình sẽ mua cái miếng nó thêm. Hoặc là để ở đây luôn cũng được nè anh. Đây. À. Đó. Đây hoặc là mình để trong cái rổ tre. Tre. Đó. Sừng tre. Đó. Rồi. Này. Cái này có nhiều size nha anh. Nha. À. Xài cho tất cả các loại nồi luôn. Size lớn, size nhỏ. Rồi. Ok. Cái này nếu như một bộ này là nhiêu tiền em, bộ nồi inox này? 750. Còn cái kia rẻ hơn, cái kia hơn 200 mấy. Do là nó có hai tác dụng nha các bạn. Vừa một cái thứ nhất là như là cái này xài được cái từ luôn. Hấp xôi. 304. Rồi cái mình hấp bánh cuốn và cái size nó lớn thì đương nhiên là khi mà cái loại bự thì nó sẽ mắc hơn một chút. Rồi chị sẽ cất bớt đi. Đây là bánh ống nha. Rồi đây là cái khuôn bánh ống này. Con lấy cái nồi xuống thì cái nồi trên kia. Bánh ống lá dứa đấy. Mình hay thấy các cô chú ấy bán ở ngoài. Đây là cái khuôn làm bánh ống này. Ở dưới thì đây ở dưới này mình cũng đổ nước, sau đó mình đun nó nóng lên đó là các cái nhân bánh rồi ấy mình sẽ bỏ vô trong này. Có cái cây chọt vô. Có cái cây chọt vô nữa. Đó, mình hấp thì cái hơi nó sẽ từ mình khi mình hấp ấy, là hơi nước nó thổi lên nó làm chín cái bánh này. Cái đó là nhiêu tiền đấy em? 450 ngàn.
À, thưa các cô bác anh chị, trong cái quá trình mình nấu nướng đó thì nó sẽ có cái dầu ăn nó còn dư mà nhiều khi mọi người không biết là để cái dầu đó như ở đâu, hoặc là mình tìm cái cách mình lược lại, bởi vì khi mình chiên đó thì dầu nó còn dư. Thì đây là một cái ca lọc dầu ăn chiên này mà còn dư. Thì ví dụ như giả sử mình chiên cá hoặc mình chiên thịt xong á, thì cái dầu ăn nó sẽ có thể hơi đen đen một chút, và thậm chí nó có một số cái phần thịt hoặc phần gì nó cháy, nó cặn lợn cợn á. Thì nếu mình muốn xài cái dầu đó cho cái lần khác thì các bạn đổ vào qua cái lưới lọc này. Sau khi đổ qua cái lưới lọc thì dầu nó sẽ chảy xuống dưới, mình sẽ để dùng để dành ở cái ca này. Đó, rồi mình có cái nắp đậy nhé, mình đậy lại rất là sạch sẽ. Cái này thì có cả cái lót ở phía trên, phía dưới. Nhìn nó, nè, mới đầu thì mình cứ tưởng nó giống giống như là cái phin pha cà phê ấy. Nhưng không, cái này đơn giản nó chỉ là cái để lọc nè, và dầu thôi. Cái này là bao nhiêu tiền đấy em cha? 120 ngàn. Cái này chắc cũng phải đựng được cả lít đấy nhỉ? Nhiều, cái này nhiều. À, cái này đựng được khá nhiều đấy bạn, có khi cả lít dầu đó. Thì mình cũng nên mua cái này để mình lược. Tiếp theo đây là một cái này gọi là cái cối xay mực này các bạn này. Thì nếu mà các bạn nhìn ở chợ lớn á, các chú hoặc các cô mà đi bán mực ấy, là người ta hay cho cái con cá mực vào đây, xong người ta xay cho nó nát ra, gọi là cho nó dập ra đó. Thì mình ăn con mực nó sẽ ngon hơn, và lúc mà con mực nó sẽ bông, nó tơi. Thì cái này ấy, mình có cái bánh xe này, này mình quay đấy, có cái tay quay đây đấy, mình quay tới quay lui thì con mực nó sẽ dập mềm ra và mềm ra, ăn sẽ ngon hơn. Cái này thì nhiêu tiền đấy em trai? 480 ngàn. Dạ đúng rồi. Đó. Sao chở đâu để. Tiếp theo đây các bạn, là mấy cái này là cái khuôn khuôn làm chuối chiên này. Cái đó là nhiêu tiền một cái đấy em trai? 60 ngàn một cái khuôn chuối chiên nhé các bạn. Rồi. Rồi cái này là cái xay tỏi này. Đó, tỏi có này, hành này, không? Ớt này. Cái này có 3 lưỡi. Mình bỏ vô rồi mình xay. Bỏ tỏi, bỏ hành vô xong mình xay. Vâng. Tôm niêu lớn nhỏ. Có 3 cái là nó nhuyễn. Vâng. Rồi tiếp theo đây là những cái nồi cơm niêu nha các bạn. Đấy, nồi cơm cháy rất là nấu cơm cháy. Cái này nồi này bằng gang đó các bạn. Đấy, cái vung nó cũng bằng gang, cái nắp bằng gang luôn. Đấy, như cơm niêu. Cái này làm cá, kho cá này. Kho quẹt. Kho cá, kho quẹt. Cái lớn cái chung. Có nhiều cỡ nha. Có nhiều cái này nhiều cái sắp thì qua nè Bi. Rồi, tiếp theo những cái này là các cái hũ mà lọc gia vị. Mình bỏ gia vị vô trong này, sau đó mình nấu phở, nấu hủ tiếu, nấu bún bò. Rồi mình lúc nào ấy thì mình vớt cái này ra. Đó. Chị, bữa nay lấy gì người đẹp? Dạ. Đây, mẹ của bé Nâu lại đang bận bán hàng rồi. Nhiều lít lắm chị. Nhiều lít. Bên hông này. Đây, chị không? Sẽ lựa những cái bình uống nước này. Mùa vàng nữa. Cái này cao hơn tí xíu. Là nhiều hơn hả? Dạ. Cái này. Rồi. Lớn như thế này. Chốt chưa? À, các chị đi mua bình nước cho các cái màu trên tay đó này là đẹp rồi nè. Rồi bình nước cái đó có 150 à, cái đó là giữ giữ nóng nhiệt, giữ nóng giữ lạnh luôn. Nóng 304 này da mặt đẹp quá. Tùy xe à, chỗ cái lỗ xe hơi á hả, xe hơi ốm á thì nó lại không có cái kiểu đó. Ừ, bữa nay em ba giao chị đâu bể đâu. Mới đây. Đâu đợt trước lấy có lần đó bị lấy cái đó. Thôi kỳ này em chìm kỹ cho. Đồ gia dụng, khuôn bánh các loại. Có cả số đưa cái to tôi coi. 0937483746. Ghi cho. Sạp D101. Coi không? Trong trong á. Ừ. Đáng cho hết Tết qua Tết đi lấy lại dễ thương hơn. Ừ.
thường là khách sẽ giờ chị đi lên lầu xem hả? Là những cái món nào mà cần thì chị sẽ giới thiệu chị, tư vấn thêm. Có xài muỗng đũa gì không? Khách cái này đây nè, cái bình đây nè. Xong rồi có những cái thì khách muốn là muỗng về tận nhà. Dày quá hả? Chị muốn ăn không, muốn gì? Muốn ăn không, muốn gì? Muốn cô. Tiểu đó hả nè? Đây thì đang quay thì khách tới để tham quan và mua đồ. Bây giờ nó dày không? Thì chị Hường chị lại phải tạm dừng để bán đồ cho khách. Những cái đồ gia dụng này các bạn này cũng rất tròn là bán. cái con xà cừ được không Huy? Đó. Nhỏ đấy, cái nhỏ xíu á. Nhỏ con cái đồng được, cái đâu lớn lắm. Cả gia đình đi. Nè cái này nè chị. Đồ. Đẹp. Dạ. Cứ cứ ghi bi. Đây sạp có tên là Phương Hường nha các bạn. Cái vô tới hả? Dễ vừa không? Đồ gia dụng, khuôn bánh. Cái chày nhỏ quá đúng không? Đang ơi, đang bơm. Dạ cái gì? Dạ à, có cái chú kìa. Con nhìn đó, con nhìn đây không? Cái chú ngồi than kìa. Chú đó kìa. Đó. Ăn cơm á. Cái đó xây được mà. Không chịu đâu, nó làm này quen. Thì chợ An Đông ấy là một trong những cái chợ đầu mối có xa, cái chuyên mà bán xỉ và lẻ. Hàng hóa ở đây rất là đa dạng phong phú. Em còn hai cái bình, cái vàng với cái xám. Cái này là ba, cái này là ba lưỡi nha người đẹp nè. Còn cái hai lưỡi có ba chữ nè. Cái này là gì cái chị? Còn cái này có 30 à, có hai lưỡi à. Bữa mua trên Shopee 20,000 nó xài được. Đó, không có xài được đâu. Kìa đó, 20,000-30,000 đó. Không có xài được, mua 20,000 trên Shopee dạ. Đó, cái giống đúng đó, màu trắng đó. Đúng rồi. Chị biết sao mà xài được không? Nó có hai lưỡi à. Cái này người ta ba lưỡi đặng. Cái bữa chị thấy đưa em lại em biết để đâu rồi em làm nó lo làm sao đâu. Làm mất cái con heo của tao rồi đó. Bây giờ bứt luôn con heo không? Giật ớt còn xay cả tí. Cái này rồi. Lấy em làm muối ớt em. Lấy cái mấy cái gì? Là mày lấy cái hả? Cái bữa chị đưa em xài đã xong. Lấy một cái thôi. Lấy một cái đi. Ở chung với đó luôn chị. Cái xâm thịt được không? Nè. Không. Quên á. Đi du lịch không mà không có. Đấy, khi cả gia đình đi mua. Cha nè, mẹ. Nè người đẹp mày nè, có xài mấy này không? Vậy hả? Để, bánh trái để chừng lắm. Chị em trong gia đình đi xe hơi đi mua luôn nha các bạn. Có đũa không chị? Đũa đẹp quá chừng à. Đũa còn. Hay lấy thêm chục đũa đi. Đó, đũa nào đó? Có cái nào nhẹ nhẹ không? Ba bốn lựa chị đũa. Đây. Cái kéo này là cắt gà, cắt đồ nó không bị xém, nó nhẹ tưng mà. Lấy ba đồ thôi. Em đi với. Để kêu nó bước xuống cho chị nha. Để đi chọn hàng phải không? Các bạn rất là cần nè. Thiết. Đang quay quay rồi rồi. Muốn có một cái bữa ăn ngon, muốn nha. Làm những cái loại bánh thì đôi khi mình phải cá này là cá nhân lưỡi được đâu. Cái này cắt gà được. Kéo dao cắt tỉa. Cắt đâu vậy? À kìa bên kia nhóc kìa. Đó ba bốn kiểu đó. Đó chị. Nó nhẹ rồi đó. Cái xà cừ này đi cho nó đẹp nè. Đây có sọc trắng đó đúng không chị? Sọc trắng là bằng nhựa Thái. Không phải kế bên á. Đúng rồi đúng rồi. Đó em mới đó đó. Đó, cái đó đó. Né màu vàng. Bự hơn. Bự hơn nữa. Không. Cắt rồi đó hả? Ừ. Nhà con cái mà nó mới mất xong. Cắt rau là cái đó. Cô lấy cho con cái gì? Con lấy không? Cô lấy con cái. Phường Hường, thế giới đồ gia dụng. Bằng cái này nè, cái này nhỏ hơn. Cái này nhỏ hơn. Cái đó vàng là lớn. Có màu màu vậy? Thì đó ba kiểu ba màu. Nhỏ, trung, lớn. Là ba cái tổng cộng với cây kéo của chị nè. Bi cái bình đưa máy này cầm về, còn cái bình kia thì cho thằng này cầm về. Hai đứa mày uống nước cũng uống cặp đi. Đang rồi đâu rồi, đứng đi cho nó cầm về đi chị. Cái nào á? Cái này hả? À? Màu gì á? Hả? Đúng rồi màu này luôn ha. Sao bà đâu rồi lòi lên hay vậy? Cái này đựng gì đâu có. Cái này nè. Là chưa đưa bà kia. Chưa quả cho em. Chưa, cái chị này chị mới để đây nè. Dạ, chưa quả cho em đúng không? Chưa. Chị đưa cho con mấy này cầm về trước. Ba cái phải không? Dạ rồi. Tính tiền ba cái mình lấy vô cả con. Đây lấy cái bao ở vô cưng đây đây chị mấy bao bỏ vô cho. Các cái loại. Đây chị mấy bao bỏ vô cho. Quần giò. Rồi. Rồi bình thủy. Kiếm này lấy 10 kiếm này 10 kiếm kia luôn đi, khoảng công 5 mà kia bả đâu có má. Cái gì chị?
nè đó em đó. Thì đứng em để lựa đi nha thị, em lên lựa quần áo cho mấy nhỏ chứ mấy em điện với thị lên chỉ đường cho không lên kem bốn xuống nha. Cô xài nó có bền đâu, cái đó cô hẹn bút xài không, nhưng mà chỉ xài bếp từ thôi, bếp thường. Bếp ga lấy của thằng Sun Hao đi bi. Cổ muốn nhẹ. Các chị cổ muốn nhẹ mà. Mua đồ, mua quần áo nữa. Nên là lấy đồ xong thì các chị để phía dưới này. Trời ơi chết. Lát xíu mới lên để lấy những cái đứng lên xuống nha các bạn. Hả? Đây này, bên đây, bên đây. Mua thêm những cái đồ khác. Như là nồi niêu son chảo. Đứng lên. Không có được đứng ngồi à. Cái đó được rồi đó chị. Chỉ có một mình mà Bi. Thì rồi để chuẩn. Tính chung với chị đó luôn ha. Để mà tạo nên những cái bữa ăn ngon trong gia đình thì không thể thiếu những các cái dụng cụ đồ dùng nhà bếp. Cây lăn bụi á Bi, cây lăn bụi Bi cũng... gửi sao cô ha. Chị có cần nồi niêu gì lấy luôn đi. Có cần nồi không? Muốn uống mua nồi không dính thì luôn hả? Cái đồ này cũng không có mắc các bạn. Uống nồi không dính kìa. Đồng. Quên cái nó xuống rồi chị đi quên. Cái nồi màu. Mình sắm những cái dụng cụ đồ dùng một lần thì cứ xài có một cái của mình thôi. Có một cái hai tầng thôi. Nè, ngồi ghế đi chị. Ngồi ghế đi. Theo các bạn lại có các cô đang tới để mua ủng hộ chị Hường này. Cách mua dao cắt dưa leo tạo hình. Pin cà phê cái loại nào mình nó giống như cái ly mình nó cái lưới không em, cái ly mà cái lưới bằng cái gì không có chất, hình như nó lúc đó bằng gì bây giờ tướng nè, tướng nè. Cô muốn một cái lọc không bình thường hả? À? Đó. Đó. Lọc cà phê luôn. Có lọc cà phê luôn. Đây thưa các bạn là những cái đồ gia dụng trong nhà đó, thì ví dụ như mình có thể mua những cái bộ đồ cắt tỉa rau củ quả. Như đây là cái cây nạo dừa này. Rồi cái đây là cái cây lấy mắt thơm này. Rồi những cái đây là cái này là lấy cái vỏ tôm này. Vỏ tôm với chỉ tôm anh. Vỏ tôm rồi cái này lấy chỉ tôm này. Dạ. Rồi cái này để mình làm bò viên. Làm bò viên này. Mình giống như cái cá viên hoặc bò viên á, nặn rồi xong mình ít cái này xuống rồi là nó mình lên một cục tròn tròn lên một cái cục tròn tròn đó rồi mình vớt mình bỏ vô. Rồi đây là những cái dao bào bốn chức năng. Dao bào đa chức năng này, vừa sợi gọt nhuyễn này, sợi này, nhuyễn này, rồi sắt này. Cái này là dao tạo hình. Đây là những cái con dao để tạo hình đây các bạn này. Đó. Đây tạo hình. Rồi những cái này thì dao bào này bào nó nhiều năm này. Có hai lưỡi dao thì mình dùng để bào vỏ và bào sợi nhé, có hai chức năng. Cái này thì cũng nhiều năm lắm rồi, nhưng mà các anh chị truyền thống thôi. Vẫn cái này được. Thì nhìn thì nó không xịn sò thôi nhưng mà nó lại nó thông dụng anh. Nó thông dụng, dạ. Nhiều người xài. Rồi. Rồi tiếp theo đây các bạn này, cái này cũng là cái bào đa năng. Vừa bào vừa mài. Ở đây cũng nữa cái này nữa này khá nhiều. Cái này là bào để mình tháo ráp lưỡi vô á, có lưỡi nó nè, mấy lưỡi luôn. Dạ, năm lưỡi ráp. Vâng. Lưỡi nó nằm bên đây. Dạ. Tháo ráp vô. Dạ. Còn cái này phải gỡ là... gỡ cái đấy ra chắc họ mới hình dung được nó dễ. Đây. Cái này các bạn nè, còn cái đấy có tháo được không? Thôi nếu mà không thôi thôi cái này thôi, phải khỏi. Cắt ra thôi, cái này cắt ra thì thôi để quay cho các bạn nhìn nhé. Tức là đây nó sẽ bào, nó có 5 cái lưỡi ở phía bên trong. Wow. Rồi. Tiếp theo thì các bạn là cái kéo. Kéo này kéo Nhật luôn nhá. Made in Japan. Kéo này là nhiêu tiền cái? 50 ngàn một cây. 50 ngàn một cây. Hai màu. Hai màu khác nhau nha các bạn. Màu đồng hoặc là màu xám. Để cái này mình cắt hải sản cũng được. Cái này cắt thịt nguyên gà, con gà được đó anh. Gà được. Cắt gà, cắt cá.
ở nhà đấy. Em xài mấy năm rồi đó. Dạ. Không có reset nha. Dạ. Các bạn biết sao không? Cái này là nó như là không reset. Vâng. À, kéo Nhật nha các bạn. Giá rất là yêu thương. 2 đô 50 ngàn thì cỡ vào khoảng 2 đô la thôi các bạn. Không có mắc. Rồi tiếp theo này. Lấy ghế ngồi đi, lấy ghế chị ngồi. Có những cô đang tới để mua đồ nữa. Được, cái nào quay cái đó trước. Đây. Đang mải giới thiệu cái thì tự ai? Dưng lại khách lại tới nha các bạn. Cô ngồi ghế. Làm không cái này kịp là silicon. À, định giới thiệu mấy cái mẫu mới cho các cô chú mà các bộ phao hồng banh ra nữa. Giờ vô lấy cái đồ lọc. Mà giờ đây là giờ lọc xưởng. À, dạ cái đó chính chỗ. Đang giới thiệu thì lại có khách tới mua. 70 cái tấm nhỏ, cái này tấm bự. Nè chị ngồi ghế nè. Nó còn mở ra to nữa nha. Nè. Tấm silicone. Đây. Cái này là để dùng cho cán bột, không dính bột. Dạ. Cái này xuống mấy đó đi. Nè. Nè, đây cô. Ừ, đúng rồi. Mấy cái nồi gang. Dạ. Cái này là 40 60 rồi đó. Cái này không có nồi. Cái này nhiêu 55 ngàn phải không? Rồi. Một cán bột 55 ngàn. 55 ngàn cô. Rồi cái mà dồn 55 tại hồi nãy dồn con không giò... biết giá. Bây giờ phải hỏi nó lại. Chứ nãy cô trả 70 cái để làm mà bán vậy. Nó đi á, nó đi mình biết giá. Không có lạp, làm lạp xưởng thôi xong rồi bán nha. Cô hỏi lại nha. Đi cái đó là bộ đó đi. Cái nhập mình luôn. Cái 20 màu xanh hết rồi. Có. Chị coi cỏ đi cái màu cho. À, lấy cái bao sớm qua màu bỏ vô cho cô đi. Rồi, cảm ơn nha. Sai. Cái đó là... Cái này số mấy đi? Rồi, cái này là... Cái này, cái đồ làm lạc xưởng nè. Rồi, đồ làm lạc xưởng 50 ngàn một cái luôn. Rồi, dạ. 50 ngàn một cái nghe cô, để dồn lạp xưởng. Dạ, dồn lạp xưởng những ngày Tết á. Rồi, xúc xích lạp xưởng luôn. Nè, 3 miếng làm bánh. Cái này cán bột silicon. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Có cần gì thì ủng hộ nha. Quay YouTube, quay cô đó. Có mua gì ghé mua giùm nha cô. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Nè, khuôn bên đây nhiều lắm nè, quay qua đây. Quá trường chính chỗ cho người ta quay. Nè, đó, khuôn. Cái này là vừa làm xôi, vừa làm rau câu, vừa làm bánh trung thu, vừa làm da lợn, đủ hết. Ở đây là tất cả các loại khuôn. Dạ. Có cần gì ủng hộ nha, thôi để đây quay luôn rồi. Rồi quay rồi, khỏi, để một lát. Cái có lớn hơn nữa nè anh. Cái này đây. Nhỏ nè anh quay rồi phải vâng, không? Đúng rồi. Cái này cái to nè. Đây có cái cao hơn nè. Để mình dồn xúc xích này, lạp xưởng này, thậm chí là cái này lòng. Nhiều cái này ví dụ như ở ngoài Bắc á, mà các bác mà dồn lòng lợn á, là các bác cũng có thể mua cái này được nhá. Nó dạng cái bơm mình làm rất là lẹ. Cái này nhỏ thì 50, còn cái đó 90 anh. Cái bự này 90 ngàn nó như cái bơm ấy, chúng ta nhồi nó rất là nhanh. Còn ngày xưa nếu không có cái này người ta phải có cái phễu. Người ta đổ, nhưng mà phễu đổ thì nó cũng sẽ không có nó không có chặt, không có kín được như là mình xài cái này. Ở đây những cái khuôn đựng bánh flan có nắp luôn nha các bạn. Có hình cái này mai. Bán nguyên bịch hay sao người đẹp? Bịch đó 50 cái thôi anh. Bịch 50 cái, 50 ngàn. Nè, có bông mai, vậy có hình tim. Mỗi cái vào có 1 ngàn thế á. Nè, cái này hình tròn. Đây, cái có những cái hộp bánh flan. Cái này bánh hình tim. Mẫu số 0, 120ml. Đó, là 50 ngàn một bịch, 50 ngàn một bịch. Còn đây là hình trái tim này. Có hình, nắp. Hình bông mai nữa. Hình bông mai cũng có luôn, 50 ngàn nhé. Rất là giá, rất là yêu thương. Dạ. Không có khó mua chút nào đâu các bạn. Xếp sợi chảo. Các khuôn tiếp theo là khuôn bánh xếp. Cái này cũng là làm bánh lăng đó nè. Đó. Khuôn bánh flan. Cái này 20 ngàn bịch. 20 ngàn một bịch, ít hơn. Cái này cũng 20 ngàn bịch. 20 ngàn nhưng cái này chỉ có 3 6 cái. Có 6 cái khuôn thôi nhé các bạn. Cái này 10 cái. Đây này, các bạn này nhìn họ đã làm sẵn cho chúng ta coi này. Khuôn bánh đầu câu hoặc là khuôn bánh trung thu. 6 cái.
là mấy cái đâm da heo đó các bạn. À, đúng rồi. Thì đấy, bằng inox này, nó rất là bén nha. Nó inox vỗ. Cái này là 70 cái. 70 ngàn. Dạ. Dạ. Còn cái này là bằng nhựa. Nhựa 100%, nhựa thì 30 ngàn. 30 ngàn. Dạ. Còn cái thằng này là bằng inox nặng luôn á, 150. 150 ngàn. Dạ. Cái này thì cái gai nó gai nó bén lắm rồi. Gai dạ. này bén lắm, như là cái mũi trông đó các bạn. Dạ. Bằng inox. Đó, để chúng ta đâm da heo. Đây đồ gia dụng thì còn có những cái vớt bọt này, rồi vớt đồ có chiên. Có nhiều size rồi, cái này ăn lẩu rồi đó anh. Ăn lẩu này. Ừ. Có nhiều size nhưng mà mình quay vậy thôi anh ha. Cái này để vớt dạ. đồ chiên. Dạ. Cái này là gắp đồ chiên nè. Vâng. Gắp nè. Chiên cho nó gắp lên cho nó ráo mỡ. Vâng. Đây tiếp theo thì những các cái đồ như cái rổ giá này là nhiều ta người ta cũng hay thích này, chanh tre nứa lá này. Ủa đâu có? Đây, khoan, đây cái này có mới này, em giới thiệu cái mới. Đây những cái mẫu này là mẫu mới các bạn nhìn. Cảm giác nó như là cái giá cái dĩa bằng tre ấy. Nhưng mà toàn bộ cái này nó lại là bằng nhựa nhé. Bằng nhựa. Rồi cái này cũng nhiều mẫu lắm. Đây, tre thiệt cũng có luôn nhé các bạn. Đây này, có nhiều size, từ lớn tới nhỏ. Đấy, những cái rổ này, cái giá tre, vo gạo này. Mấy cái đồ hấp rồi mấy cái đồ hấp, khuôn bánh, móc. Nồi gang. Nồi gang. Chảo, chảo máy bay, sạn. Chảo mấy cái sạn, mấy cái khuôn bánh xèo. Khuôn bò né. Mấy cái mâm khay lá chuối, bánh bông lan, mấy cái chảo hình tim. Hình hình cá, hình này. Dạ. Quay gì nó đẹp hơn. Quá trời luôn. Rồi những cái hũ đựng giấy, rồi những cái rổ đựng trái cây. Và hủ tiếu. Cái vợt trụng hủ tiếu. Là làm phở, làm đồ. Hả? Nhiều. Gia vị. Dạ, hũ đựng gia vị. Cái vắt cam, rồi ống đũa. Rồi qua bên đây thì có những cái như là phin pha cà phê. Rồi các loại mấy cái dao này nha. Mấy cái dao này là không cần mài nha anh. À, vâng, dao. Bén lắm. Dao. Dao đấy của nước nào ta? Của Thái mà hợp tác với Cộng hòa Séc. Dao của Thái. Rồi. Hợp tác với Cộng hòa các Séc. Các loại nồi niêu song chảo. Cái này nè anh, cục lọc đó nè. Đó, cục lọc gia vị nữa nè. Cục lọc. Lấy quay rồi ạ. Dạ. Dạ. Các cái cài nốt bình. Đẹp hơn. Dạ. Rồi những cái phin pha cà phê rất là nhiều pha màu nhá. Cà phê nhá. Là nó nhiều màu lắm. Rồi sao bây giờ ra nhiều màu thế? Đây. Đó. Inox nhôm màu đen, màu vàng, màu trắng, màu xanh, màu hồng. Rồi những các cái ly uống rượu, ly uống nước, ly có hình thiếu nữ mặc áo dài làm quà tặng. À, rồi các cái ly ocean. Đây rồi là nĩa muỗng. Phía dưới là muỗng, nĩa, chén, bánh bèo. Muỗng mấy cái muỗng này. Chén có hình trái tim. Rồi hũ đựng gia vị. Nồi gang với nồi đất nè. Nồi gang, nồi đất. Chén chấm. Rồi muỗng inox. Rồi thuyền đựng cá, đựng đồ. À các cái thuyền đựng cá này bằng bằng nhựa. Bằng nhựa. Bằng nhựa. Biết rồi. Nhìn cứ tưởng như là bằng sứ các bạn. Em quay cái mâm. Rồi, các cái mâm. Muỗng ăn phở, muỗng ăn phở. Vàng. Quá trời. Rồi gạt tàn thuốc lá. Muỗng nè. Muỗng dạ. Vá. Mấy cái vá này đẹp lắm. Vâng. Vá inox. Nhiều size, nhiều kích cỡ. Dạ. Muỗng cà phê. Nhẹ chị. Thì các anh chị nào mua là cái này làm quà cho các anh chị. À, hũ đựng tiền. Tiền. Hũ tiền. Hũ tiền. Có thể đựng muối gạo nữa nha anh. Phước lộc thọ nè. Phiên cà phê có cả màu này luôn nè anh. Mà. Nhiều màu lắm. Đây, đựng gia vị nữa này. À, khách vẫn đang lựa đồ để mua đấy. Cái này 304. Mà. Cái này nhẹ lắm. Dạ. Mang đi cũng ok. Dạ. Cái này có mấy trăm gram mà. Dạ. Dạ. Để đẳng đi. Mấy cái vá bằng gỗ nè anh. Bằng nhựa nè.
Yeah. Tô bằng melamin, tô này hàng Thái nha. Yeah. Anh có mấy anh chị có thể là mang qua bển là mình bỏ vô máy rửa, máy máy hấp đồ được luôn. Vâng. Nó chịu nhiệt luôn. Ok. Rồi bên kia là cái khuôn bánh nữa này. Đây anh. Bây giờ mình quay một loạt đũa đi anh. Rồi, à đúng đũa rồi, mấy cái đũa mới mà họ hay ăn trong ngày Tết ấy. Chưa chưa đây coi đấy, đây là đây các loại đũa này các bạn nhìn này. Đũa này đũa mới nè. Mẫu đấy là bao tiền một chục với ta? Cái này là một vỉ 10 đôi. Dạ. 80 ngàn. Nhiều mẫu mã lắm. Vâng. Dạ, nhưng mà như đũa này là đũa xà cừ nè. Cẩm lai, cái này có thể mấy anh chị nào mua về bên đó để vô máy được luôn. Vâng. Dạ. Cái này là Việt Nam truyền thống của mình. Vâng. Đũa cẩm lai xà cừ. Còn những nhiều loại đũa đó nè, chạm rồng, vòng vàng hoặc là mấy cái này. Đó. Nhiều lắm anh. Nói chung là đũa chén nhưng bát, mà mấy cái đũa này á là các anh chị đi rất là ok, nó nhẹ. Dạ. Nó không có nặng. Dạ. Vâng. Không đang nói đũa. Vâng. Đây anh quay một loạt này đi. Rồi. Khuôn bánh nhúng rồi nè. Dao bào. Nói chung còn nhiều thứ lắm các bạn ơi. Quay thì cô bác cứ cô bác cứ ghé coi hoặc là liên lạc qua điện đã thoại. Đấy, chảy cối, giã trầu, giã tiêu, ai muốn thích rồi mấy cái chén chấm đựng nước sốt, hình cái muỗng trông rất là dễ thương á. Cái này dao bào, ấy à, đây dao bào truyền thống này. Cái đấy quay rồi, nãy quay rồi. Rồi anh đây cái khuôn nhôm, à quên cái này mới đây, nâu nâu đây anh, cái này là hũ bánh lăng kiểu mới nè. Yeah. Qua bển lấy mấy cái mẫu luôn, còn mấy cái mẫu mới nữa nè, nó có hình và nó có nắp. Dạ. Yeah. Đó để bển hai ba cái đó, chồng bển hai ba cái vô đó đó. Ừ, đem qua đây. Rồi. Đây, nó có nhiều mẫu mã nha, hình inox 304. Dạ. Có nắp luôn. Đó. Rồi. Rồi thôi rồi, rồi cảm ơn bà chủ hôm nay cũng khá nhiều rồi đây đó. Anh quay luôn bên đây. À. Ừ. Anh quay mấy cái này chưa? Khuôn xôi chưa anh? Khuôn xôi chưa. Anh quay phía bên đây nè. Anh Tuấn anh quay đây đi. Nào, đây. Cái này là khuôn xôi. À, anh quay gì nó đẹp hơn khuôn bà xôi. Bà chủ muốn giới thiệu rất khuôn là nhiều câu, thứ. Khuôn xôi, khuôn rau câu. Mấy cái bông này để làm rau câu, bánh bông lan rồi. Vô lò hấp nướng được luôn. Yeah. Rồi cái này là nhôm nè. Đây, còn cái này soi bốn mặt nè. Soi bốn mặt nhiều mẫu lắm. Đó. Không, cái đó đừng giới thiệu, cái đó bình thường thôi nè. Đây, silicon nè anh, với nhôm nè anh. Đó. Và trên kênh thì cũng có một số những cái video rồi quay trước đây về tiệm của chị Hương. Thì cô bác có cần những cái đồ gia dụng nào được khuôn bánh thì có thể liên lạc thêm với chị Hương để biết thêm chi tiết. Yeah. Trong nội dung cỡ khoảng 1 giờ đồng hồ này thì cũng không thể yeah. nói lần hết nữa được nha anh. Yeah. Em bước sang năm mới, năm con rồng. Em chúc các anh chị trong cô bác trong nước và ngoài nước một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Và những ngày sắp tới đây cứ theo dõi kênh của anh Tuấn Dương và ủng hộ shop Phương Hường để cho shop Phương Hường một ngày tốt hơn. Cảm ơn người đẹp nha. Em cảm ơn người đẹp bán đắt nha. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ. Rồi chào chào mà lâu nha. Mẹ nâu lên đồ lên hình á, dễ thương quá. Đó, biết đấy.